Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý Thị trường, đoàn kiểm tra liên ngành cơ động của tỉnh Thái Nguyên vừa kiểm tra và phát hiện gần 800 kg sản phẩm động vật không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh. Đoàn đã kiểm tra xe ô tô do ông DVS là lái xe kiêm chủ hàng đang vận chuyển, phát hiện có 14 con heo chết, cơ thể tím tái, có mùi khác lạ và 12 con heo có biểu hiện lờ đờ, khó thở, vận động khó khăn, nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tổng trọng lượng số heo gần 800 kg. Làm việc với đoàn kiểm tra, ông DVS không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, vận chuyển heo bệnh, chết không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Ông S cũng khai nhận toàn bộ số heo này được mua của các thương lái không rõ địa chỉ tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên với mục đích vận chuyển đến huyện Phú Bình để tiêu thụ kiếm lợi nhuận. Trước sự giám sát của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, toàn bộ số heo trên đã được kịp thời tiêu hủy và đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.